Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha. Trong quest OS đây, Adventure. Let's go. Ninja Zor. Ok. Tiếp tục, mình sẽ dùng máy in tiền tại chỗ. Ok. Và hai con máy điện thoại rồi ạ. I chose you. Okay. Soladu. Tên rất là hot. Cứ tiến lên thôi. Tiến tiếp vào. Sau đó thì mình sẽ giật lùi lại. Anh sang này uống cola đổ màu luôn. Sola. Ok. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. GTA City. Let's go. Tommy Vercetti. Shit. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shoveled shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Đây là những tựa game GTA tách ra một vài nhiệm vụ, sau đó thì làm ra thành một loại game. Các bạn có thể download về và chơi. Và các bạn có thể download bản mod trên PC. Đây là chỗ các bạn lưu game. Và mình sẽ lên trên đây. Hey, where's your car, honey?
các bạn sẽ chạy đến điểm L kia. Get some sleep, he says. I have been. Rồi, và các bạn sẽ ra kia, chọn cho mình chiếc áo, mình sẽ ra chỗ đó xem. Thế nào? Ok, đã có một bộ quần áo đẹp rồi. Nice bike. Và đây là một chiếc xe khá là hot của một anh chàng dân chơi vào đó. Các bạn sẽ cướp chiếc xe này, sau đó chạy đến điểm màu hồng kia. Chiếc xe này nó hơi khó lái một chút. Vì quành đầu rất là khó. Và tại đây các bạn sẽ làm một nhiệm vụ tiếp theo. Và các bạn chở cô gái này về. Chở cô ta về nhà. Will you be working for my father? Maybe. It's so difficult having a rich and powerful father. Vamos. Okay, let's go. See you around, handsome. I'm sure you will. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ ba, GTA 3. Let's go. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Ở đây thì mình và anh chàng này vừa trốn khỏi trại tù xong. Và bây giờ thì mình sẽ đi. Công an thì đang đi sang lầu. Và mình tiếng kêu công an đang đi tìm. Thank you.
This is the place right here. Let's get off the street and find the danger close. Đây là gara ô tô để các bạn có thể lấy một chiếc xe nào đó, sau đó thì sẽ bước vào trong gara. Khi bạn chơi, các bạn lên phải đi lấy một chiếc xe thật ngon, sau đó thì bỏ trong gara ô tô của mình. Rồi, và sau đó các bạn sẽ đi đến điểm xanh. Xoay lên các bạn đón một cô gái, sau đó chở cô ta về nhà. Ok, let's go. Cô này sau này thì cô ta sẽ yêu các bạn. Hi, I'm Missy. Wow, giọng nghe rất là dễ thương. Let's go. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, GTA SA. Grand Theft Auto. Let's go. Mình sẽ đi bằng cái này đi. Các bạn có thể tìm đến điểm chỗ CG làm nhiệm vụ. Và đó nhiệm vụ đầu tiên của các bạn. Khi các bạn có tiền, các bạn có thể mua một ngôi nhà. It was before I fucked everything up. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Sau đó các bạn gia nhập vào đội áo xanh. Ở đây thì đang chuẩn bị đi một chiếc xe ô tô rất là đẹp. Những anh bị đội kia phá hỏng chiếc xe và làm nổ chiếc xe này. Ok, bắt buộc các bạn phải đi lên xe đạp rồi. Things has changed around here.
CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Quán thời bốc đầu. Oh my God. Wow, đội này đang cầm súng bắn mình. Chạy thôi. Move it, CJ, move it. Shit, a baller's car is onto us. Split up. Keep up, motherfucker. Thường thường những chiếc xe đó thì hay đi bên trái, cho nên các bạn cứ đi sát vào mềm mềm bên trái một chút, nó sẽ bắn nhầm, à nó sẽ đâm vào, và các bạn sẽ chạy được. Let's go. Mấy chàng đi lát éo thật. East Coast got you all thinned out, home. Ồ, xuống đây nhầm rồi. Vượt lên thôi. Wow. Yeah, let's go. Bên ngoài có một đội đang chuẩn bị ở bắn mình. Chạy đi cái đã. Oh my God. Ok, không sao. Move it, CJ. You're embarrassing us, nigga. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Fresh Eats. Rồi, đùa thôi. Mình sẽ đâm hết vào những cái xe này. Những anh chàng xe này cũng rất là khỏe luôn. Tốc độ rất là nhanh. Cố gắng nào. Wow. Bài khá đẹp. Ok. Mình đã cách khoảng cách của những bộ đối phương khá là xa rồi. Đi đường vòng đây nào. Wow, đường này có vẻ hơi khó một chút. Nhưng mà đường này thì nó là đường tắt. Oh my God. Đường cẩn thận sẽ không là bị lật ngay. Vòng quá. Đây là một đường vòng xuyến luôn. Thank you.
không phải đấy cơ. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let to survive. Đây là một tựa game bắn zombie. Ok, staffs, free, free must be. Rồi mình sẽ thoát ra đây, nâng cấp lên. Captain. Let's go. Some zombie. Have a. Bắn bằng súng sắc lọ. Ok, đó thành công. Cái này thì các bạn phải mua. Sau đó thì các bạn sẽ làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo. Đó, ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. A mess. Từ hôm nay thì các bạn sẽ hóa thân là những anh chàng đi cướp nhà băng. Sau đó thì sẽ tiêu diệt cảnh sát và trốn thoát khỏi đó. Và từ hôm nay bắn súng cũng khá là hay và hot. Ok, các bạn cùng mình khám phá từ hôm nay nha. Let's go. Ok, mình là bà hai rồi. Cho khỏe lên. Thì mặt của mình rất là kinh. Kiss. Ok, em chào nó luôn rồi. Kiss luôn. Chào cái giáp này rồi. Sắp
ok, 48 thôi. Vừa tính vừa bán. Let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Box spoiler. Rất là ý nghĩa. Anh chàng 8 tuổi này thì bị cái tên cướp tiêu diệt mất cô vợ của anh ta. Đó thì anh ta sẽ tìm cách bắt đầu đi tiêu diệt hết những bằng cướp khác. I released my finger from the trigger. And then it was over. To make any kind of. Rồi mình sẽ thua đoạn này đi. I was still in the. Life was. The sun went down with practice bravado. Twilight crawled across the sky, laden with foreboding. Ok, sau đó thì các bạn sẽ vào trong căn nhà của các bạn và phát hiện ra những điều rất là đặc biệt. I didn't like the way the show started, but they'd give me the best seat in the house, front row center. What the hell? What the hell? Rồi ok. No, 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 please God, no. The flesh of fallen angels. Nhưng mà cuối cùng thì đã có muộn rồi. God, no, please, Michelle. Oh, baby. Cô gái này đã đi và anh ta căm thù, sau đó thì anh ta sẽ tìm cách tiêu diệt hết các băng đảng. Ok, rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.